好了。Hôm nay cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi hoàn thiện xong một chiếc sập thờ chân 24. Chiếc sập thờ này của một khách hàng là gia đình chú Đông tại Thanh Ba, Phú Thọ. Thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong rồi. Trước khi bàn giao khách hàng, tôi có quay lại video clip làm kỷ niệm như là giới thiệu đến các bác. Mọi người đang quan tâm đến những cái sản phẩm nội thất phòng thờ thì có thể tham khảo chưa chiếc sập thờ này. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể chiếc sập thờ gỗ mít đây. Thì, chiếc sập thờ này có kích thước là bề ngang là 2m17, sâu là 1.07 và cao là 1.17 đấy nhá. Chân là chân 24 và mẫu sập là mẫu sập mai điểu. Toàn bộ phần dạ và phần chân là được chạm công 100% bằng tay đấy nhá. Đây, quý vị thấy toàn bộ đường nét ở phần dạ chính của chiếc sập thờ này của chúng tôi và đục chạm thủ công bằng tay rất là sắc nét cũng như là tinh tế. Những bông hoa này hay là những chú chim này, mai điểu đây, mai là những bông hoa mai, còn điểu thì chim ở trong tiếng Hán này gọi là điểu thì gọi là sập thờ mai điểu. Chính giữa là có rơi cắt một chữ này là chữ phúc lộc. Nhét vào chạm trổ của công tay là chân, là chân chân cây, dưới là có 3 trái đào, bên trên thì là có 3 bông hoa. Còn những phần cổ này là hình ảnh rồng trầu cuốn thư, 5 đồng tiền, những trái đào hay là những bầu rượu cuốn thư tượng trưng cho tài lộc, ngũ phúc, sức khỏe, tiền tài, rất là nhiều ý nghĩa. Và sản phẩm này của chúng tôi là sử dụng là 100% chất liệu gỗ mít tan quý nhé. 100% là chất liệu gỗ mít tan. Mẫu sập thờ mai điểu thì tôi giới thiệu khá là nhiều rồi. Tuy nhiên là tôi sẽ quay lại từng sản phẩm cho khách hàng làm kỷ niệm. Quay lại làm kỷ niệm với riêng khách hàng. Okay, mọi người nhé, mọi người nào có nhu cầu hoặc là quan tâm thì liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 51086 này, website là đồ gỗ tùng tám.com. hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 12 chứ quý nhé, bữa nay mùng 2 tháng 12 năm 2020. Đây là chiếc sập của gia đình chú Đông tại Thanh Ba. Ok mọi người.